kiểm tra y tế, hội đồng luân chuyển đến từng lĩnh để nhân viên của chúng tôi hỗ trợ kiểm tra. Nguyễn Thành Nam và diễn viên Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm là diễn viên, người mẫu và vlogger đa tài. Cô được nhiều khán giả biết đến và yêu mến bởi sự tận tâm góp ghê và tính cách vui vẻ, nhiệt tình. Tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng đến gần hơn với công chúng. Cảm ơn Lê Giang đây là đạo diễn và biên kịch ở mùa giải Ngôi Sao Xanh năm nay trở thành chủ đề nổi bật cánh tay của một điện ảnh với phim Bố Già và hạng mục web drama với phim Tầm Sắp Tấm. Vậy đi chị cho nó hơn. Vợ chồng của má Lê Giang là anh Kim Tử Long. Trời ơi, tiết lộ luôn rồi. Xin trân trọng chào đón diễn viên Khánh Trinh và diễn viên Đông Dương. cái vụ gì đó, trời ơi tôi nó siêu hot luôn. Cha con nó cha luôn thì tụi nó kêu chị làm gì chị làm mà em này có đồ đẹp rồi đó mà cũng dữ. Chị không có ý thức làm kênh nữa không, ai kêu chị làm gì chị làm đó. Quỳnh Lan hả? Đây là Quỳnh Lan nha, official nha cả nhà. Mà chờ Tết Covid mình mới được vô cho nên là hơi lâu quá cả nhà. Là lâu rồi, là mới lại gần lâu lắm rồi đó. Nên mấy năm rồi, từ cái năm mà 2008 hai đứa mình lên phim dò lên rồi A1. Đúng không? A1 với A cộng vậy. Đúng rồi, A cộng đúng rồi. A cộng với A1 rồi. A cộng A1 cũng như nhau. Để từ đó giờ thì em mới cộng mà. Chào mọi người nha. Lâu lắm rồi đó. 10 năm cũng vậy. 2008 em nhớ là mới ra trường đó. 2010 đúng không má? Không đó, nhớ cái thằng má luôn, hồi đó biết không cũng vai má của em. Hồi đó là vì là con nói đợt đó chị Thúy lại anh Huy Khánh đó, là vô cái vai ba má là kiểu như là bất đắc dĩ thôi. Giống như kiểu con tôi giống như tình yêu hồi trẻ đó, tình yêu sách cấm sao đó cái lọt ra nhỏ này. Lâu lắm chưa qua rồi. Đây kênh này đúng không? Rồi đó, kênh gì? Hồ Bích Trâm à? Rồi, follow TikTok cái gì không? Tại đây đổi TikTok ở đây không hả? Không, dữ lắm á. Trời ơi, cả nhà. Em có chơi chị Lam, tại nhà em có người quay cho em không biết cách dựng. Dựng đơn giản lắm, bằng điện thoại đó á. Tại vì em không có thời gian nè, cho nên chứ bình thường em mà chịu chơi là em lầy lắm. Rồi vô chồng mũi chưa? Nhưng mà như chờ kêu tên hay sao á? Con chưa chờ, má chắc má xong mới tên tụi con á. Rồi những cái tiền nặng nha. Chúc mừng Kim Anh nha Thành. Anh bị miệng quá đây. Ủa sao có đi coi này? Học kể hết rồi mẹ nó kể đẹp. Anh Tết chưa? Anh Tết xong rồi bên đợi con anh. À vậy hả? Anh bé đâu rồi? Bé đang thế kia nói mà anh Tết kia. Nơi giờ sao chứ giờ lúc này hả? Rồi. Thôi em nghĩ là vô chán xong điều này cũng phải ấy rồi. Gần. Thẳng lên luôn chắc. Thẳng lên. Ngục rồi. Ok đúng rồi, đúng rồi. Em nhớ rồi mà. Trong cái mùa Noel và sắp tới là Tết Tây và Tết cổ truyền của chúng ta. Rồi. Em nữa. Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 8 sẽ được vinh danh nữ diễn viên phim web drama xuất sắc nhất, diễn viên Hồ Bích Trâm. Bây giờ là không nhường nữa. bây giờ Cẩm Thúy sinh động. Mà thật ra hồi nãy á, là Đức Thịnh dành đó, chứ đã đáng lẽ là Đức Thịnh phải đọc cái giải của Nam chứ. Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 8 xin được vinh danh diễn viên. Các bạn có đoán là diễn viên nào không à? Diễn viên Minh Dượng. Chúc mừng diễn viên Minh Dượng và diễn viên Hồ Bích Trâm. Và xin mời hai bạn sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận chiếc cúp cho giải thưởng năm và đội diễn viên web drama xuất sắc nhất. Xin mời hai bạn. Sẽ trao chiếc cúp cho giải năm và đội diễn viên web drama xuất sắc nhất cho nam diễn viên Minh Dượng và đội diễn viên Hồ Bích Trâm. Xin được chúc mừng nam diễn viên Minh Dượng và nữ diễn viên Hồ Bích Trâm với giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2021. Xin cảm ơn nghệ sĩ của Đức Thịnh và bạn Kim Tử Long của Điện ảnh Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ thì xin hai bạn sẽ tiến lên phía trước để chúng ta sẽ chia sẻ những cảm nhận, cảm nghĩ cũng như là cảm xúc của hai bạn ngày hôm nay. Dạ, em xin nhường cho Minh Dượng nói trước ạ. Dạ, em cảm ơn chị Trâm. Dạ, con xin chào quý khách mời, cô chú và các anh chị, các bạn bè đồng nghiệp có mặt trong buổi trao giải Ngôi Sao Xanh ngày hôm nay. Dạ, đã rất là lâu rồi Minh Dượng nghĩ là Minh Dượng không có duyên với những giải thưởng, cũng không có điều kiện để làm một web drama cho riêng mình. Cho nên là khi nhận được lời mời từ anh chị và các bạn đồng nghiệp, ngay cả những vai diễn mà chỉ có một phân đoạn hay là một tập, Minh Dượng cũng ráng làm cho nó hay nhất và đã nhất, để bữa đó mình đi quay về mình vui. Ngày hôm nay khi mà được đề cử được vai diễn trong phim Gia Đình Cục Súc, Minh Dượng chân thành cảm ơn đạo diễn Ngọc Hùng và ekip sản xuất của bạn Võ Tấn Phát đã tin tưởng Dự, giao cho Dự vai diễn này để phối hợp với Phát để có một bộ phim và nó là rất ấn tượng và khán giả rất là thương. Đặc biệt là cảm ơn tình thương của quý khán giả đã bình chọn và ủng hộ cho vai diễn này của Minh Dượng. Dạ, cảm ơn ban tổ chức cùng hội đồng nghệ thuật đã đánh giá và nhìn nhận để tạo động lực cho em. Những vai diễn sắp tới sẽ cố gắng nhiều hơn như vậy nữa. Và ngày hôm nay thì chắc là ba mẹ cũng theo dõi chương trình này, và tối ngày hôm nay về thì ba mẹ có thể nhìn trên kệ có một ghi nhận cho sự cố gắng trong nghề diễn của con. Và thầy Hữu Châu của con ngày hôm nay đáng lẽ là đến để buổi lễ, nhưng mà bận quay phim nên không đến được, và con nghĩ là thầy cũng vui lắm. Dạ, Minh Dượng xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, lời đầu tiên thì cho Hồ Bích Trâm xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả các khách mời đang có mặt trong cái buổi trao giải để giải thưởng Ngôi Sao Xanh ngày hôm nay rồi. Thấy Minh Dượng xúc động thì Hồ Bích Trâm cũng rất là xúc động. Và Trâm cũng xin chân thành cảm ơn công ty Điền Quân, đạo diễn Nguyễn Thành Nam và toàn bộ ekip, đặc biệt là diễn viên của bộ phim Về Nhà Ăn Tết đã đồng hành cùng với Trâm. Bộ phim Về Nhà Ăn Tết là một bộ phim thứ hai Trâm hợp tác với anh đạo diễn Nguyễn Thành Nam để mà làm. Thì thật sự là rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều kỷ niệm. Và để nói là làm ra một bộ phim đó, rất là gian khổ. Cho nên là ngày hôm nay khi mà được đứng trên đây để nhận được chiếc cúp danh giá này thì Trâm rất là vui và hạnh phúc. Và đặc biệt là không thể quên cảm ơn đó là quý vị khán giả, đặc biệt là xóm Nhà Lá của Hồ Bích Trâm đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Trâm ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng cho nam diễn viên Minh Dượng và nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Xin được cảm ơn hai bạn với những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, trong năm 2021, TikTok đã trở thành một sân chơi sáng tạo thực thụ dành cho tất cả người dùng. Mọi thế hệ cùng nhau kết nối, cùng tỏa sáng và truyền cảm hứng cho cộng đồng, là nơi ra đời của rất nhiều những clip phim ngắn chất lượng và thu hút nhiều sự quan tâm và yêu thích của khán giả. Thưa quý vị, và ở mùa giải năm nay, Ngôi Sao Xanh ghi dấu cột mốc mới khi có thêm hạng mục giải thưởng đồng hành nhằm tạo cơ hội vinh danh cho những nhà sáng tạo trẻ với những sản phẩm chất lượng trên các nền tảng công nghệ. Các sản phẩm phim ngắn trong đề cử năm nay rất chất lượng và ấn tượng, mang lại thông điệp tích cực và truyền cảm hứng sâu sắc, được đầu tư nghiêm túc. Và để tạo thêm động lực và tính khách quan, Hội đồng nghệ thuật đã quyết định trao thêm giải thưởng đồng hành Ngôi Sao Xanh 2021, đó là giải phim ngắn trên phim Gia Đình Cục Xúc, kịch Võ Tấn Phát. Phim Về Nhà Ăn Tết, kênh Hồ Bích Trâm Official. Gia đình bà sẽ bị thần linh trừng phạt. Phim webdrama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Phim Chuyện Xóm Tôi tuần 2, kênh Hữu Châu Official. Không tốt đó rồi, đừng có tới tiện anh em tôi muốn chém nha. Phim Chuyện Mẹ Học Thiêu, kênh Galaxy Play. Anh xem đầu hai em rồi, trong em đi làm con độc thân đúng không? Dạ anh độc thân. Phim Tâm Sắc Tấm, kênh Ngọc Hùng Official. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời lên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Lê Hoàng cùng với Á hậu Phương Anh sẽ lên công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Lời đầu tiên cho Phương Anh cùng với đạo diễn Lê Hoàng xin được phép gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị đang có mặt tại đây cùng với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Tôi xin đọc lên kết quả vì thời gian đã ngắn rồi, nhưng mà trước khi đọc thì tôi xin nói rằng may quá phim webdrama Bố Già không tham dự cái một hạng mục này. Giải thưởng Ngôi Sao Xanh xin được vinh danh phim Chuyện Xóm Tôi phần 2. Giải thưởng Ngôi Sao Xanh xin được vinh danh phim Về Nhà Ăn Tết đã giành chiến thắng phim webdrama được yêu thích nhất. Chúc mừng cho hai bộ phim Về Nhà Ăn Tết và Chuyện Xóm Tôi phần 2. Xin mời đại diện của hai bên chúng ta sẽ cùng lên sân khấu ạ. Tiếp theo thì mời nghệ sĩ ưu tú Lê Hoàng cùng với Á hậu Phương Anh, chúng ta sẽ trao chiếc cúp cho đại diện của hai phim Về Nhà Ăn Tết và Chuyện Xóm Tôi phần 2. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ kết thúc Vicky sẽ có chia sẻ ngắn với các quý vị khán giả. Xin mời đạo diễn Lê Hoàng và Á hậu Phương Anh. Và xin mời chia sẻ của đại diện hai đoàn phim ạ. Dạ, em là Tiến Luật, em xin cảm ơn Hội đồng nghệ thuật đã bình chọn, đã chấm giải cho tụi em. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ. Cảm ơn team của Chuyện Xóm Tôi. Giải thưởng này là của tất cả mọi người, và dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, ở dưới hồi nãy Trâm có giao cho nhiệm vụ là Nam phải lên nói. Dạ, em cũng xin nói ngắn gọn là cái giải thưởng này là quý khán giả đã bầu chọn, thì tụi em xin cảm ơn và chia ơn quý vị khán giả đã bầu chọn cho phim Về Nhà Ăn Tết. Xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn công ty Điền Quân cùng toàn bộ ekip đoàn phim đã giúp cho bộ phim này thành công, và cảm ơn đặc biệt là sự hợp tác của hai anh em. Trâm đã tin tưởng giao cho Nam làm đạo diễn bộ phim này. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai bộ phim webdrama Về Nhà Ăn Tết và Chuyện Xóm Tôi phần 2. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Kính thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây sẽ là giải thưởng bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Ngay bây giờ sẽ là top 3 đề cử. Hạng mục truyền hình, top 3 đề cử bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Phim Vũ Điệu Giữa Bầy Sói, nhà sản xuất Lee Entertainment. Phim Dương Thế Bao La Sầu, nhà sản xuất hãng phim An Thần Tài. Phim Trong Vòng Xoay Tội Ác, nhà sản xuất công ty TOB. Yeah! Rồi, ngày hôm nay là gia đình mình là ba cái cúp đi về nha cả nhà. Anh Minh là được giải đó là đạo diễn xuất sắc nhất Nguyễn Quang Minh. Còn có biệt danh là Minh Mắm. Trời ơi, vừa hai đứa trên này nói đạo diễn Minh Mắm, ở dưới đây cười quá đi cười luôn anh. Ở dưới đó trên đã đọc rồi. Bà Thanh mới nói mình bấm. Rồi, còn đây là cái cấp của bộ phim Về Nhà Ăn Tết, cũng như là cấp của diễn viên nữ được hội đồng nghệ thuật bình chọn và khán giả yêu thích. Đó là Hồ Bích Trâm. Và Trâm cũng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều trong suốt khoảng thời gian là 2 năm qua, khi mà Trâm bắt đầu làm phim web drama thì quý vị khán giả đã ủng hộ cho Trâm cũng như là kênh Hồ Bích Trâm Official. Và đặc biệt cũng cảm ơn anh Minh Mắm. Đây là phim Về Nhà Ăn Tết. Cảm ơn anh đạo diễn Nguyễn Thành Nam nữa. Cảm ơn chị Ba Tê. Đây là nguyên một ekip, giống như một gia đình vậy cả nhà. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và mang về chiếc cúp ý nghĩa này. Đây sẽ là động lực để cho mình cố gắng cho những phim sau. Năm sau là tới Minh Mắm làm phim với Trâm. Năm nay đúng là ăn Tết lớn luôn á. Cái phim Về Nhà Ăn Tết là năm nay phải ăn Tết lớn. Về Nhà Ăn Tết là Tết lớn hả? Ăn Tết lớn về nhà vậy luôn. Bây giờ phim mình của mình là mình sửa lại tựa đề đi. Ăn Tết lớn, Tết này ăn Tết lớn ha. Và sắp tới là chuẩn bị ra mắt một cái phim mới của Tết năm nay. Phim Tết này có chồng. Một bộ phim đáng để xem, một phim rất là vui mà từ trước giờ tôi quay phim rất là nhiều, mà cái bộ phim đó là tôi cười. Ở đây tôi cười, tôi khó cười lắm. Vì đó là cái sự duyên dáng của diễn viên. Duyên dáng đi. Trời ơi, phim vừa rồi quý vị khán giả cứ đón xem đi, nếu không cười tôi đền cho 1 năm ăn nhậu miễn phí. Mà lỡ như người ta không cười giờ ta liên hệ sao, ai đền sao? Qua kênh Minh Mắm. Qua kênh anh Minh Mắm là bắt anh Minh đền nha. Phim vui. Tôi là khó cười lắm mà tôi ngồi tôi quay tôi cười mà. Ngày hôm nay rất là vui và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả, không có quý vị khán giả ủng hộ yêu thương là sẽ không bao giờ mà mình nghĩ tới cái ngày hôm nay đâu cả nhà. Và mọi người ơi, và giống như là Trâm đã nói rồi, cứ mỗi dịp Tết đến là Trâm sẽ làm một bộ phim để mà cảm ơn khán giả đã ủng hộ suốt 1 năm qua. Cứ Tết là sẽ làm một phim đó. Nhà tài trợ chính Quỳnh Quảng Trọng, chuyện Quảng Trọng ư? Chưa thấy chuyện Quảng Trọng ngoài không mía đây, bên đây nữa. Xin lỗi tôi chưa? Bây giờ xin lỗi vợ chưa? Xin lỗi chưa? Về nói sao? Bây giờ xin lỗi cho chú lại luôn. Xin lỗi. Xin lỗi ai? Trong đó làm gì vậy? Xin lỗi ai? Mới gây lộn. Hôm nay là về là chúc mừng vợ. Mới gây lộn mình biết thành công mà xinh đẹp. Hả? Cái cúp che mặt anh ơi. Cố tình che. Trời ơi, có chồng vậy ôm anh luôn đi. Ôm anh cái. Ôm anh một cái nữa. Ủa em phải ôm anh đi chồng chứ sao ôm luôn đi vậy. Nam nữa kìa. Ôm anh Nam, cũng lần đầu gặp anh Nam. Ủa gì lần đầu? Không, lần đầu là năm trước. Phim năm trước thì vậy. Năm nay là ảnh vượt qua một cơn bạo bệnh là cũng mừng. Phật tử Thánh Sinh. Mừng tử Thánh Sinh Covid 10 kg luôn cả nhà. Sẵn dịp này là phải cảm ơn. Cũng đó là một cái tại mình lúc mà nghe anh nói anh bệnh. Có nhắn tin hỏi anh đúng không? Có nhắn tin cho ảnh. Lúc mà anh khỏe mới dám nhắn tin. Chứ còn mà lúc anh bệnh không dám nhắn thiệt. Tại vì lúc đó người ta đâu có sức khỏe không người ta trả lời. Không, anh trả lời em 24/24 mà. Chứ, chị Thanh nữa nè, bắt tay cảm ơn chị Thanh nữa nè. Đâu ôm được đâu. Được chứ Thanh xong được. Luôn đồng hành với vợ chồng mình là từ thời điểm quen rồi đám cưới rồi tới sau này luôn. Cãi lộn ai uống. Thanh là người đứng ra dàn xếp tất cả. Cãi lộn rồi. Dàn xếp, phải dàn xếp tất cả từ đầu cuối luôn. Đó. Có gì em nói là anh phải nghe em. Nghe chứ. Để bảo vệ cho em với Thịnh. Đây chờ anh Thịnh ra. Rồi. Chúc mừng anh. Nói chung với gia đình mình bây giờ vô một cái đi. Vô một cái đi. Chúc mừng anh Minh, chúc mừng anh Nam. Cảm ơn anh Minh nhiều. Rồi, em muốn nói với Trâm là bữa này phải cảm ơn Minh. Thật sự là chỉ còn cái vài ngày nữa bấm máy rồi. Điều đó không ai muốn mà. Quá nhanh luôn. Nó còn ngồi nằm trong viện mà hỏi em chừng nào ra nó không biết. Là em không thể nào. Đúng rồi. Ông nổi mà. Ông gọi cho tụi em mà. Anh biết không? Ông đang cái thử oxy á, tụi em hết hồn luôn á. Trâm hỏi giờ ai đây anh? Nói giờ chỉ còn có anh Minh, không ai. Trâm tụi nó nói trời ông đang làm bánh mì ông màu mà. Nói thì giờ gán đi. Nói ông làm vừa xong qua ông cứu đi chứ bây giờ không ai. Anh đuối sức luôn mà. Minh nó làm mới vừa đứt xong cả rồi dớt qua bên đây luôn. Em nói giờ chỉ có mình cứu thôi chứ không ai cứu được. Dạ có mấy ngày à. Thì đó. Mà cũng may sao hôm đó anh ở Đà Lạt ha. Anh ơi, anh chưa thấy anh Minh đâu, anh không anh kiểu anh cười không nổi luôn á. Tới cái ngày mà ông quay thứ ngày thứ tư thứ năm gì xong á bắt đầu ông nhẹ người ông rồi, ông có vui á nha. Chứ còn mấy bữa trước là kiểu người không có vui nổi luôn á. Lo á. Thì mọi thứ nó nhanh quá, nó gấp. À, nói chung là mình bên mình chuyên nghiệp rồi cho nên là mọi thứ nó cũng gọn, nói chung là ok hết rồi, nói chung tới giờ là khỏe là ổn rồi, ôm hai cái cúp là vui rồi cả nhà ơi, ráng năm sau rất cúp nữa nha. À, cảm ơn quý khán giả rất là nhiều, ngày mai ăn mừng. Cơ hội